muốn làm một việc gì đó thì chúng ta cũng cần phải có sức khỏe đầu tiên đã. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục sức khỏe của bạn, một chuyên mục rất là quen thuộc của chương trình, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chuyên gia. Xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Và xin chào biên tập viên và xin chào khán giả VTV3 cả sớm sáng. Ngày hôm nay thì như từ đầu chương trình chúng ta cũng đã chia sẻ và giới thiệu với nhiều quý vị khán giả là chúng ta sẽ cần phải đưa ra những cái lời khuyên và những lưu ý dành cho những người trung niên đang làm công tác văn phòng. Vậy thì trước tiên tôi cũng xin được hỏi bác sĩ rằng là khi mà ở độ tuổi trung niên, chúng ta sẽ cần có những cái dấu hiệu mà có nguy cơ mắc phải những căn bệnh như thế nào ạ, thưa anh Sơn? Vâng, chúng ta thấy rằng là cơ thể của chúng ta ấy, khi bước vào tuổi trung niên ấy, thì nó sẽ có một số cái thay đổi. Ví dụ cái thay đổi đầu tiên mà dễ nhận thấy nhất ấy, là chúng ta sẽ cảm thấy mập hơn. Chúng ta thấy rằng là thông thường ấy, thì sau tuổi 30 thì cứ mỗi một năm thì cân nặng của chúng ta nó thay đổi, nó sẽ tăng thêm cỡ khoảng 0,4 đến 0,5 kg. Bạn thấy là 0,4 đến 0,5 kg lại phần lớn hơn là mỡ. Và nó khác nhau một chút giữa đàn ông và phụ nữ. Ví dụ như là đối với nam giới chẳng hạn thì cái phần tăng lên đấy nó chủ yếu nó dồn vào phần bụng, và thông thường người ta hay gọi là cái hình quả táo đấy. Thế còn phụ nữ thì cái dồn mỡ đấy nó lại dồn nhiều ở cái phần đùi. Và thì cái hình của nó lại ra hình quả lê. Thế và tất nhiên thì nhiều bạn thì béo quá thì lại cả quả lê lẫn quả táo luôn. Thế còn lại thì cái điểm thứ hai chúng ta thấy là thay đổi về hormone. Ví dụ như đối với cả nam giới ấy, thì sau tuổi 30 thì cái hormone testosterone nó sẽ giảm đi, và cứ mỗi một năm nó giảm khoảng 1%. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều các vấn đề về cơ thể, đặc biệt là đến bắt đầu cái khả năng về ham muốn về tình dục. Còn nữ thì sẽ giảm về cái hormone estrogen và cái ngoài ra cái progesterone nữa. Và những cái thay đổi này làm nó tăng tích mỡ lên. Và đôi khi nó lại còn đưa theo những vấn đề ví dụ như tích nước chẳng hạn. Ngoài ra thì chúng ta thấy là một số các thay đổi ví dụ như là vấn đề liên quan đến tinh thần và trí nhớ. Bởi chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ hiện nay ấy, với cái công việc về áp lực như vậy và với cái sự lo lắng ở trong một cái xã hội mà nó vận hành quá là nhanh ấy, thì cái tăng thêm cái vấn đề này cũng nhiều. Và cái tỷ lệ đấy nó tạo ra một cái nguy cơ tăng lên cái bệnh Alzheimer khi mà về già. Thì chúng ta thấy là chúng ta có những cái nguy cơ như vậy. Và cái nguy cơ cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái tuổi trung niên ấy là bắt đầu vào những cái giai đoạn chuẩn bị cho đến những cái giai đoạn đối mặt với một số bệnh. Ví dụ như ta thấy là có ba cái bệnh mà phổ biến nhất là cao huyết áp. Chúng ta thấy cao huyết áp thì trong vòng 40 năm qua thì cái lượng cao huyết áp ở trên thế giới đã tăng từ 600 triệu lên khoảng 1 tỷ 2. Thì đã rất là nhiều. Cái điểm tiếp nữa là chúng ta thấy là các bệnh đái tháo đường. Đến cái tuổi này và với đặc biệt là với những người thừa cân béo phì ấy, thì cái nguy cơ về tiểu đường sẽ tăng lên. Và cái điểm thứ ba là các bệnh loãng xương. Bởi chúng ta biết rằng là cái đỉnh xương ấy thì thường nó lên khoảng 21 tuổi thì cái đỉnh xương như vậy, và sau 21 tuổi bắt đầu cái lượng cái mật độ xương nó giảm dần. Và đến khi tuổi trung niên là chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn thiếu về mật độ xương. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là bắt đầu sức khỏe ở bên trong của chúng ta đã có cái sự chuyển hóa rất là rõ ràng. Đồng nghĩa với việc là những thức ăn hay là những cái sản phẩm bên ngoài chúng ta nạp vào cơ thể cũng cần phải có sự thay đổi hoặc là hạn chế, đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ về điều này được không ạ? Vâng ạ, về hạn chế thì chúng tôi nói những yếu tố ngoài dinh dưỡng trước. Tiên là chúng ta nên đối bạn trai thì nên không uống thuốc. Lý do là chúng ta thấy rằng là trong thuốc ấy, thì hiện nay người ta nghiên cứu người ta thấy khoảng 7.000 các chất hóa chất. Và trong đấy có khoảng tầm 250 loại hóa chất là nó gây hại, và đặc biệt là có khoảng 70 loại hóa chất thì nó liên quan đến ung thư. Thứ hai nữa là chúng ta thấy một số các yếu tố ví dụ như là rượu bia chẳng hạn. Thì rượu bia thì nó chúng ta cần phải uống một cách có kiểm soát. Ví dụ như là tham gia giao thông thì không uống, nhưng ngay cả không tham gia giao thông thì một ngày thì đối với cả các bạn trai thì không nên uống quá khoảng 2 lon bia. Và ngoài ra đối với rượu thì khoảng 60ml rượu mạnh là một cái giới hạn về sức khỏe. Chúng ta cũng có thể cần phải giảm đối với cả ví dụ như là dầu mỡ chẳng hạn. Những cái thức ăn chế biến sẵn. Nhiều cái yếu tố mà ảnh hưởng, và chúng ta cần phải để ý đến là không ngủ quá muộn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là rất nhiều người sẽ ngủ rất là khuya, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là nếu mà ngủ dưới 6 tiếng ấy thì cái nguy cơ tim mạch nó sẽ tăng lên gấp 3. Rồi chúng ta lại thấy ngoài cái vấn đề đấy thì chúng ta liên quan đến một số vấn đề như stress. Căng thẳng đấy, thì chúng ta thấy rằng là nhiều, tuổi già là nhiều nó có cái đặc biệt là khi mà căng thẳng ấy thì cơ thể chúng ta nó sẽ tự tiết ra những cái hormone ví dụ như cortisol chẳng hạn. Và cái cortisol đấy đặc biệt là khi mà nó được sản sinh ra để ức chế cái vấn đề stress thì nó lại làm cho chúng ta lại thèm ăn. Thế chính vì thế nhiều bạn là khi rơi vào tình trạng căng thẳng ấy thì các bạn sẽ ăn rất là nhiều, và chính vì thế nó lại quay lại cái thừa cân béo phì. Thế còn về dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các điểm
Thứ nhất là chúng tôi có rất là nhiều điểm, ví dụ như là tinh bột này, dầu mỡ này, lựa chọn protein thế nào. Dạ. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý có ba cái cần phải hạn chế. Vâng. Thứ nhất là chúng ta nên hạn chế về cái tinh bột. Dạ, vâng. Bởi vì chúng ta biết là chế độ ăn của người Việt chủ yếu là cơm. Vâng. Mà cái cơm ấy thì cái chỉ số GI, tức là chỉ số hấp thụ bởi đường huyết nó rất là cao. Dạ. Nó có thể tăng nguy cơ về cái tiểu đường. Vâng. Vì vậy ăn cơm thì vừa phải. Dạ. Cái điểm thứ hai là người Việt chúng ta có một thói quen là ăn mặn. Vâng. Và chúng ta biết là Y tế Thế giới thì hiện nay người ta cho khuyến nghị là chỉ là 5g đến 6g muối một ngày thôi. Dạ. Nhưng người Việt chúng ta đang ăn với cỡ khoảng 9,5 gram muối, rất là gần gấp đôi. Và chúng ta trong bữa ăn chúng ta đấy thì Huyền Châu để ý là có cả những bát nước mắm chẳng hạn đã nấu đã mặn rồi. Dạ, chúng ta sơ chế xong ta lại chấm nữa. Dạ, vâng. Thế thành ra cái đấy nó tăng nguy cơ của cao huyết áp rất là nhiều. Thì đấy rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần nên biết để có thể đảm bảo sức khỏe chúng ta tốt hơn. Dạ vâng. Như vậy là chúng ta cần phải điều tiết rất là nhiều, từ chế độ sinh hoạt cho đến thói quen sử dụng thực phẩm, đồ ăn dinh dưỡng hàng ngày. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào gọi là hợp lý ạ, thưa bác sĩ? Vâng ạ, một chế độ dinh dưỡng hợp lý ấy, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi đầu tiên là cái protein tức là chất đạm. Dạ, vâng. Chúng ta hãy cố gắng là giảm bớt ăn những cái loại thực phẩm, ví dụ như là một số các loại chúng tôi hay đùa là những ví dụ như lợn này, bò này, những cái con bốn chân ấy. Vâng. Và tập trung ăn nhiều về cá. Vâng. Thì cái đấy rất là quan trọng. Dạ. Cái thứ hai nữa là glucid, tinh bột thì giảm đi. Vâng. Cái điểm thứ ba là dầu mỡ thì chúng ta ăn vừa phải. Không phải chúng ta cắt giảm toàn bộ dầu mỡ, bởi vì dầu mỡ nó liên quan hấp thụ các vitamin. Vâng. Thế vì vậy chúng ta ăn một cái lượng vừa đủ. Chúng ta nên lưu ý đến hoa quả. Hoa quả cung cấp vitamin rất quan trọng. Vâng. Nhưng hãy ăn nhiều thêm về rau. Vâng. Và cảnh giác một chút đối với các loại quả ngọt. Vâng. Bởi vì nếu một số các bạn trung niên ấy thì ăn quả ngọt rất là nhiều và cái đường fructo đôi khi nó làm cho cái bụng các bạn sẽ béo lên. Vâng. Thế thì ngoài ra thì chúng ta để ý đến lượng nước. Vâng. Cái lượng nước uống là rất quan trọng. Vâng. Có một số nghiên cứu của viện chúng tôi khi mà tiến hành trên các bệnh nhân ấy, thì có những bệnh nhân người ta nói rằng là chúng tôi hầu như không ăn gì cả. Và đúng là như vậy. Tuy nhiên thì người ta uống rất là nhiều không kiểm soát. Bởi vì chúng ta thấy rằng là các loại nước ngọt, rồi là bia, rồi là nhiều cái đôi khi riêng cái lượng uống đã cung cấp cỡ khoảng gần 1.400 kcal. Mà 1.400 kcal là nó còn cao hơn chuyển hóa cơ bản của chúng ta, nghĩa là chúng ta đã vượt quá luôn cả cái chuyển hóa cơ bản. Vâng. Và chúng ta chỉ cần ăn rất ít thì chúng ta cũng đã thừa cân rồi. Dạ, vâng, chính xác ạ. Và chúng ta hãy học những cách ví dụ như là ăn nhai kỹ. Vâng. Bởi khi chúng ta nhai kỹ ấy, thì cơ thể của chúng ta nó mới có thể tiết ra những cái men tiêu hóa. Và đôi khi nó mới báo lên được ở trên não là chúng ta no rồi. Chúng ta ăn rất nhanh và vì vậy chúng ta sẽ không kịp nhận ra là chúng ta no. Vâng. Thì nó cũng gây ra những cái nhà thừa cân. Và cái vận động rất là quan trọng. Đã, vâng ạ. Có một nghiên cứu rất là thú vị thế này, người ta thấy rằng là cái nhóm người dưới 24 tuổi là vận động nhiều nhất. Đã, vâng. Nhưng nhóm thứ hai thì lại là những cái cụ ông mà trên 75 tuổi. Còn giới trung niên ấy thì đứng gần như hạng cuối cùng. Có thể ngồi đến thậm chí đến 7,5 tiếng trong một ngày. Như vậy là cái vận động hóa ra là giới trung niên lại là ít nhất. Vâng. Thì chúng ta chính thấy cái thời điểm mà chúng ta đang tập trung rất là nhiều stress trong này, công việc chúng ta làm căng thẳng hơn, ăn nhiều hơn này, vận động thì ít hơn này, rồi chuyển hóa cơ bản của chúng ta cũng giảm đi. Rất nhiều yếu tố và cuối cùng nó làm cho chúng ta, cơ thể của chúng ta thay đổi và nó đối diện với rất nhiều các vấn đề về sức khỏe. Vâng, như vậy là việc mà chăm sóc sức khỏe chúng ta cần phải lưu ý đến rất là nhiều những cái góc độ khác nhau, từ thói quen sinh hoạt đến việc là sắp xếp lại thời gian công việc cho đến thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân mình và cả chế độ dinh dưỡng nữa. Như vậy là rất là nhiều những yếu tố mà mọi người cần phải lưu ý để có một cái tuổi thọ dài hơn và có một cái sức khỏe cho công việc cũng như là cho cuộc sống tích cực và hiệu quả hơn. Cảm ơn bác sĩ Trương Hồng Sơn với những thông tin quan trọng của ngày hôm nay ạ.